52 năm binh nghiệp. Hồi ký. Tác giả Lê Hoàng Phúc. Giọng đọc Hải Yến. Số 10. Chương 6. Hiệp định Paris. Ban đầu, chúng ta chưa nhìn thấu bản chất hiếu chiến thâm độc của đế quốc Mỹ cùng bọn tay sai ngụy quân ngụy quyền Sài Gòn. Vì vậy mà cấp trên truyền đạt cho chúng tôi nhiều mặt về nội dung tích cực của Hiệp định Paris mà chưa đi sâu những phần tiêu cực của hòa bình do kẻ thù tiến hành, tức là những âm mưu xảo quyệt của kế hoạch chiến lược phá hoại Hiệp định Paris đã tạo ra tâm lý đặt hy vọng vào hòa bình cho bộ đội giải phóng lúc đó. Từ đó dẫn đến hai luồng tư tưởng, một là trông chờ hòa bình từ kết quả thực thi hiệp định, dẫn đến mất cảnh giác với kẻ thù, hai là ngại hy sinh để chờ hưởng thụ hòa bình. Nhưng sau tháng 10 năm 1972 đến năm 1973 thì bộ đội ta được học tập lại và cùng chung một dòng suy nghĩ là đối với chủ nghĩa đế quốc nói chung và bọn Mỹ ngụy nói riêng, muốn giành được thắng lợi hoàn toàn, ta phải tiến hành bằng bạo lực cách mạng, chứ không thể chỉ bằng các văn bản trong hiệp định. Theo trên thông báo cùng với các bản tin trên Đài Phát thanh Giải phóng, Đài Tiếng nói Việt Nam, thì Hiệp định Paris sẽ được ký kết vào ngày 31 tháng 10 năm 1972 để mở rộng vùng giải phóng, giành dân, tạo ưu thế cho ta trong quá trình thi hành hiệp định. Cấp trên chủ trương mở chiến dịch ở địa bàn quân khu 8, tỉnh An Giang, Kiến Phong, Kiến Tường. Thực hiện ý định trên, ở Kiến Phong, quân khu 8 xác định khu vực chủ yếu nên đã đưa trung đoàn 207 của quân khu vượt sông Tiền, đoạn xã Thường Thới Tiền, đánh chiếm Cù Lao Long Khánh và Long Thuận, huyện Hồng Ngự. An Giang là khu vực hướng thứ yếu, dùng hai tiểu đoàn thọc xuống, đánh chiếm thị xã Long Sơn, Phú Lâm, Phú An của huyện Phú Tân ở bờ tây sông Tiền để phối hợp với lực lượng quân khu giải phóng Cù Lao Long Khánh, Long Thuận. Nhưng muốn xuống được Long Sơn, Phú Lâm, Phú An thì bộ đội An Giang phải vượt qua được hai tuyến phòng thủ của địch, đó là kênh sáng Tân An và lộ đá Tân Châu, đoạn từ thị trấn Tân Châu sang Châu Đốc thuộc huyện Tân Châu thì mới thọc vào đánh chiếm Long Sơn, Phú Lâm, Phú An được. Khoảng 20 giờ đêm 30 tháng 10 năm 1972, đại đội trinh sát tỉnh C383 cùng đại đội 1 tiểu đoàn 512 áp sát bờ bắc kênh sáng Tân An để mở đoạn vượt qua kênh, nhưng địch đã đưa lực lượng bố trí ngăn chặn ta ở cả hai bờ kênh Tân An. Chúng có ưu thế là dựa vào nhà dân cùng các bờ đê gò đất cao, còn ta ở trên xuồng và lội dưới nước. Chúng tôi và đại đội 1 đột nhập nhiều nơi nhưng đều có địch ngăn chặn. Bên đại đội 1 bị lộ, địch chủ động nổ súng trước. Đồng chí Trung hàm én, đại đội trưởng, hy sinh. Đồng chí Nóc, trung đội trưởng, bị thương nặng. Đại đội trinh sát nổ súng, đánh chiếm một đoạn khoảng 100 mét bờ bắc kênh và định vượt kênh sang đánh chiếm bờ nam. Nhưng địch ở bờ nam dùng hỏa lực bắn ngăn chặn. Chúng tôi chưa thể vượt kênh được. Trong lúc điều chỉnh lại đội hình, khi cơ động cập bờ kênh, anh Thà trượt chân lao xuống kênh và hy sinh do trên người đeo túi lựu đạn cùng các trang bị chiến đấu mà anh không biết bơi. Anh xuất thân trong một gia đình người Việt Lai Hoa, làm nghề kinh doanh mua bán ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Mặc dù trước khi đi tác chiến, các anh không đồng ý cho anh đi, nhưng anh cứ năn nỉ mãi nên các đồng chí chỉ huy siêu lòng. Chúng tôi đang lội tìm anh Thà thì từng loạt súng từ trong các nhà dân bắn vào chúng tôi,
kèm theo là những quả lựu đạn địch ném xuống nước. Lúc đầu các đồng chí chỉ huy không cho chúng tôi bắn trả, sợ chết dân. Nhưng từ trong hai ngôi nhà vọng ra hai giọng nói nữ. Nó chết hết rồi các anh ơi, không cần bắn nữa cho hao đạn. Anh Chín Lượng chộp khẩu B-40 tạt sang gốc me tây, rồi bắn liền hai quả vào hai ngôi nhà trên. Lửa cháy bùng lên. Tôi mò lặn sát sàn từng nhà một. Cứ có tiếng súng trên nhà phát ra là tôi điểm xạ 2-3 loạt ngắn vào đó ngay. Từ đó địch ở trong nhà không dám bắn ta nữa. Lúc đầu chúng dùng nhân dân làm lá chắn. Và chúng tôi cũng chiếm cả bờ đê cùng gò nổi ở đoạn này. Chốt hai đầu chờ lệnh. Bên đại đội 1, sau một hồi nổ súng thì các anh lui quân. Đến khoảng 1 giờ sáng 31 tháng 10, đại đội trinh sát cũng nhận được lệnh lui quân rút về căn cứ. Bởi địch đã báo động toàn bộ tỉnh An Giang, đồng thời tăng cường lực lượng ngăn chặn ta về vùng Long Sơn, Phú Lâm, Phú An. Còn ở lại kênh sáng Tân An thì không thể phòng ngự được vì hai bên bờ kênh đều ngập nước. Nếu địch dùng không quân và tàu chiến tấn công, ta sẽ bị thiệt hại nặng. Ở Cù Lao Long Khánh, Long Thuận, lực lượng chủ lực của quân khu 8 bị thiệt hại nặng nề. Gần như số bộ đội vượt qua đánh chiếm hai Cù Lao đều bị địch bắn chết và bắt sống. Do quân địch bao vây tứ phía và gom hết xuồng ghe của dân lẫn bộ đội nên không thể vượt sông và cơ động mà không có phương tiện vào mùa nước nổi. Ngoại trừ bộ đội huyện Hồng Nghị do kinh nghiệm từng trải ở địa phương. Các anh đã nhấn xuồng giấu dưới các vàm kênh và thông thạo địa bàn nên thoát được khỏi Cù Lao Long Khánh, Long Thuận. Lực lượng bộ đội An Giang lúc bấy giờ được chia thành từng bộ phận nhỏ để bám dân. Thỉnh thoảng mới tập trung lực lượng lớn đánh địch, chủ yếu là đánh nhỏ lẻ để gây dựng phong trào và tiến hành binh địch vận. Khoảng tháng 11 năm 1972, tôi được phân công cùng hai đồng chí nữa làm nhiệm vụ dùng mìn đánh bọn cảnh sát hỗn hợp ở cụm nhà bè dưới bờ sông chợ Long Bình. Bọn này gồm cảnh sát giã chiến, cảnh sát thủy lộ, cảnh sát giao thông đường thủy, thuế quan, chỉ điểm, khoảng 12 đến 15 tên, lập trạm trên bè xen kẽ với bè dân, tránh ta dùng hỏa lực từ bờ sông Bretcheray bắn qua. Hàng ngày, chúng tiến hành khám xét người, phương tiện, hàng hóa, đặc biệt là bọn cảnh sát giã chiến cùng những tên chiêu hồi nhận mặt cơ sở ta và khám xét thu hồi những loại hàng hóa mà ta nhờ dân cơ sở mua giúp để phục vụ cho sinh hoạt. Nhu yếu phẩm, lương thực, đồ dùng sinh hoạt như gương lược, mùng, tấm đắp và chiến đấu phục vụ chiến đấu như máy thông tin, pin thông tin PRC-25, pin đèn dùng kích nổ, ni lông, radio, gây khó khăn cho ta về tổ chức cơ sở công khai lẫn nguồn tiếp tế. Vì vậy, cần phải đánh để đe dọa chúng. Tổ tôi gồm 3 người, được trang bị một mìn Claymore, một khẩu AK. Tôi, tổ trưởng, làm nhiệm vụ dẫn đầu tổ và trực tiếp tìm mục tiêu, chọn vị trí đặt mìn và điểm hỏa. Anh Trơn dẫn đường, chỉ khu vực mục tiêu, vì anh là lính phòng vệ dân sự của địch ở chợ Long Bình, vừa mới chạy theo cách mạng, đang công tác ở xã đội Khánh Bình. Đồng chí Minh Cọc, chiến sĩ đại đội đặc công tỉnh, làm nhiệm vụ hỗ trợ cho tôi khi có tình huống bất trắc xảy ra. 15 giờ chiều, chúng tôi ém vào một nhà cơ sở cặp bờ sông Bretcheray để quan sát mục tiêu. Mục tiêu nằm dưới bến sông cặp đồn Long Bình, ghe xuồng vội vã tấp nập cập vào và rời đi. Do mùa nước đang rút nên dòng sông Hậu đổ về hạ lưu rất nhanh. Để đề phòng nước cuốn trôi khỏi mục tiêu quá xa, chúng tôi đi ngược lên thượng lưu khoảng cự ly nhất định và chọn bến vượt ở gò trại Cưa của xã Bretcheray. Đồng thời, để tránh lạc nhau khi vượt sông, chúng tôi dùng sợi dây dù khoảng 15 mét
quấn vào cổ tay từng người, rồi kéo nó ngậm vào miệng, để khi lội không vướng. Mỗi người chỉ mặc chiếc quần đùi cùng một vét xi, như ruột xe của người tập bơi. Dùng miệng thổi hơi vào, sao cho vừa trọng lượng cơ thể từng người để giữ thăng bằng khi bơi. Nhét vét xi gọn vào trong quanh dây thun quần đùi, và nếu cần thì kéo vòi vét xi khoảng 30cm, thổi thêm hơi vào hoặc xì bớt hơi đi để xử lý tình huống. Đợi cho hết ghe xuồng trên sông, phải chờ tới giờ giới nghiêm của địch, tức 24 giờ giờ Sài Gòn, 23 giờ giờ Hà Nội. Chúng tôi xuất phát, anh Trơn lội đầu, không trang bị vũ khí. Kế đến tôi ôm bọc ni lông, bên trong chứa quả mìn Claymore, cùng cuộn dây điện và con cóc mìn. Lội sau cùng là anh Minh Cọc với khẩu AK. Do nước chảy mạnh nên khi chúng tôi lội sang đến bờ sông phía bên chợ Long Bình thì trôi xuống hạ lưu cách mục tiêu một đoạn. Nhìn về phía bờ Bretcheray, ước đoán là không cách mục tiêu xa lắm, chúng tôi thống nhất sẽ lần lên phía thượng nguồn để tìm. Lần mò một đoạn chừng 50 mét nhưng vẫn chưa gặp mục tiêu. Anh Trơn bắt đầu lo lắng và đề nghị. Hay anh em mình quay về, hôm khác sẽ tính. Mình đã sang đến đây rồi, về uổng lắm. Ráng lần lên một chút nữa anh à. Tôi động viên anh Trơn. Tôi ra hiệu cho anh đi sau, tôi đi trước. Mò lên chừng 20 mét nữa thì nghe tiếng keng keng. Ngước nhìn lên, thấy khu vực này đèn sáng hơn những nơi khác. Tôi cho tổ dừng lại, nép vào vách một nhà bè, đưa bọc mìn cho anh Trơn ôm. Thì thầm nói hai anh ở đây chờ và yểm trợ, để tôi bò lên xem có phải đồn Long Bình không. Tôi trườn lên đến bờ sông thì đúng ngay lô cốt đồn Long Bình. Quan sát một lúc, không thấy tên gác ở lô cốt, tôi liền vọt sang lộ đất áp hàng rào đồn, rồi chui nhanh vào chân lô cốt, bởi tôi biết địch sẽ không gài mìn ở mặt này, vì hàng ngày chó heo lẫn trẻ con thường chui ra vào ở đây. Tôi dự kiến nếu bọn cảnh sát di chuyển đi nơi khác để tránh bị ta đánh thì tôi sẽ dùng mìn đánh vào đồn, mà vị trí đặt mìn là ngay trên bờ tường cạnh lô cốt. Tôi áp sát tường, trườn lên đến bờ tường nhìn vào đồn. Thấy thằng lính, không biết vì lý do gì mà nó ngồi đập lon hi lô tải cột cờ sân đồn, miệng luôn văng tục. Có lẽ nó say rượu rồi quậy. Phía bên phải cặp tường đồn là dãy nhà lá của bọn lính ở, cách nơi tôi chừng 25 mét. Với cự ly này thì sát thương không lớn, nhưng cũng gây hoang mang cho địch. Tôi quay xuống mép sông, trao đổi vắn tắt tình hình và ý định cho tổ, rồi tiếp tục mò tìm mục tiêu. Lần lên khoảng 20 mét, gặp ba nhà bè, hai cái nằm sát bờ sông, còn một cái nằm cặp bên ngoài sông. Tôi ra hiệu cho anh Trơn và anh Minh dừng lại, rồi nhẹ nhàng lội tiếp cận bè ngoài cùng không có đèn. Chuyển lên quan sát, không thấy có địch bố trí. Lần vào hai bè, sát bên có đèn nê ông sáng. Vừa nhô đầu lên phao nổi của nhà bè, tôi đã phát hiện có cái mùng lưới hai nóc răng, bên trong có chừng 4-5 người nằm, tuột xuống nước di chuyển đến nơi tiếp giáp giữa hai bè. Lợi dụng khoảng tối, tôi trồi lên quan sát thì phát hiện bè thứ hai cũng có cái mùng lưới cùng hai người nằm bên trong. Nhận định khả năng mục tiêu là đây. Sau một lúc quan sát nghe ngóng, tôi quyết định bò lên tiếp cận sát hành lang bè. Quan sát vào cái mùng hai nóc thì phát hiện hai khẩu AR-15 nằm cạnh vách mùng, khẩu súng ngắn rulo cùng dây thắt lưng đeo súng nằm bên cạnh. Trong mùng hai tên địch nằm chờ đầu với nhau đang ngủ. Tôi tự hỏi, sao địch không bố trí lính gác? Quan sát, xác định vị trí đặt mìn cho hiệu quả nhất, tôi lùi xuống nước lần về cuối bè. Búng nước như cá đớp bóng làm ám hiệu, gọi anh Trơn và anh Minh. Tôi phân công anh Minh cảnh giới, yểm trợ, còn anh Trơn
quan sát theo dõi ám hiệu của tôi, sẵn sàng mở bọc ni lông chuyển mình cho tôi bố trí. Sau đó, tôi bắt đầu trườn lên bè, tiếp cận thông hành nhà bè, nơi dự định sẽ bố trí quả mìn Claymore. Đến nơi, xác định hướng quét của quả mìn xong, tôi quay về hướng anh Trơn để ra ám hiệu. Đúng lúc đó, sau bè phía sông, bè thứ ba, bất ngờ xuất hiện người phụ nữ và bà ta phát hiện ra tôi do khoảng cách chừng 5 mét. Liền cất tiếng hỏi lớn. Ai đó? Im ngay, tôi gằn giọng quát khẽ. Có người lên bè. Bà ta thét lên, nhưng có lẽ nhìn thấy tôi còn nhỏ, bà ta cho là tên ăn trộm. Sát cạnh tôi chừng 0,5 mét, bên kia lan can hành lang nhà bè, tên lính gác nằm ngủ lồm cồm ngồi dậy. Tên lính cùng với khẩu cạc bin M2 gác nòng lên sát lan can thông hành nhà bè. Đầu ruồi khẩu súng cách tai chừng 20cm mà tôi không phát hiện ra. Có thể do tập trung sự chú ý vào những cái mùng, đồng thời cũng do ánh đèn neon điện sáng và lan can thông hành bè dạ xuống che khuất, nên tôi không quan sát thấy. Tên lính vừa lồm cồm ngồi dậy, vừa thò tay về khẩu súng. Cùng lúc, tay phải tôi chộp lấy nòng súng kéo mạnh lên về phía tôi. Tên lính vồ hụt báng súng, nhưng nó kịp nắm được dây súng. Thế là tôi và tên lính giằng nhau khẩu súng. Tên lính la to, Việt Cộng, Việt Cộng. Nhưng do hoảng hốt, nó không dám ôm lấy tôi. Theo phản xạ tự nhiên, tôi nhảy lên lan can thông hành nhà bè, hai tay nắm chặt nòng súng, dùng chân phải đập mạnh vào ngực tên lính. Nó ngã ngửa và buông luôn dây khẩu súng, đồng thời làm tôi cũng mất đà, ôm luôn khẩu súng ngã lộn ngửa về phía sau xuống sông và lặn một hơi xuôi theo dòng nước. Khi nổi lên, tôi nghe tiếng súng nổ cùng những đường đạn vừa bắn xuống sông nhưng theo hướng sang bờ Bretcheray. Sự việc xảy ra rất nhanh, cả hai bên đều không kịp phản ứng. Anh Trơn và anh Minh thấy tôi và tên lính đang giành giật nhau khẩu súng, cũng không dám bắn. Và đến khi thấy tôi lộn người xuống sông thì hai anh lặn và bơi theo về bờ Bretcheray. Còn bọn cảnh sát trên hai nhà bè hỗn loạn hơn. Vì nhiều tên ngủ chung một mùng nên mạnh tên nào tên ấy lao ra. Vì vậy dây mùng đứt và quấn chúng lại. Mãi khi tôi lao xuống sông rồi, bọn chúng mới thoát ra khỏi mùng và bắn theo. Hôm sau cơ sở ta báo lại là bọn cảnh sát vì lo sợ ta dùng hỏa lực từ bờ sông bên Bretcheray bắn sang hoặc ta lội sang đánh. Nên trước giờ giới nghiêm một lúc, chúng điều bè thứ ba nằm bên ngoài để che chắn mục tiêu hai bè bên trong, đồng thời đánh lạc hướng mục tiêu và bảo vệ mục tiêu của chúng. Khoảng tháng 12 năm 1972, khi mặt nước sông hạ thấp chừng 1,5 mét so với bờ, thì trinh sát chúng tôi đưa đại đội 385 của tỉnh dùng hai khẩu DKZ-75 đặt tại gò trại cưa Bretcheray bắn thẳng vào các nhà bè cảnh sát và đồn Long Bình nhiều quả. Mấy hôm sau, nghe tin đồng chí Út Lê, lúc này là chính trị viên tiểu đoàn 512, nhắn tôi đến ban chỉ huy tiểu đoàn, khao tôi bằng nồi cháo gà tại Mương Pháo về thành tích tay không cướp súng địch ở tuổi 15. Tổ trinh sát tỉnh vẫn bám ở cánh đồng Bretcheray ở khu vực tròm cây gáo Đầm Ri và Miễu Một Đồng. Đến giữa tháng 12 mới lùi về Chùa Thiếc, bờ Tây Sông Hậu. Ngày 27 tháng 1 năm 1973 là ngày có hiệu lực của lệnh ngừng bắn theo Hiệp định Paris đã ký. Nên đêm 26 tháng 1, toàn bộ lực lượng của tỉnh An Giang đồng loạt tấn công địch để giành lấy những địa bàn trọng điểm, tạo thế ra beo trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Ta tấn công đột nhập ấp Vĩnh Thạnh 1, Cù Lao Cỏ Túc thuộc xã Vĩnh Tường, ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Lộc, ấp 2, xã Khánh Bình thuộc huyện An Phú, ấp Tân Hòa, xã Tân An thuộc huyện Tân Châu và nhiều địa bàn của các huyện khác. Nhưng một lần nữa, ta lại phạm sai lầm về nhận định đánh giá bản chất địch. Đúng ra là phải ngừng bắn khi hiệp định có hiệu lực. Nhưng ngược lại, chúng dốc toàn bộ lực lượng phương tiện đánh ta quyết liệt
ở Cù Lao Cỏ Túc do Đại đội 3, Tiểu đoàn 512 đánh chiếm và giữ. Tại đây, tên Tiên, chính trị viên đại đội, hoang mang tư tưởng, nên đêm 29 tháng 1 năm 1973, hắn đầu hàng địch, khai báo toàn bộ những gì hắn biết về quy mô lực lượng, bố trí đội hình, vị trí chỉ huy. Hắn còn trực tiếp ngồi trên máy bay trinh sát L-19, kêu gọi bộ đội ta đầu hàng để hưởng hòa bình và chỉ điểm mục tiêu cho bộ binh, pháo binh, máy bay địch đánh phá. Đại đội 3 bị thiệt hại nặng nhất vì Cù Lao Cỏ Túc, Vĩnh Trường cách trung tâm chi khu An Phú khoảng 1 km rưỡi và tên Tiên nắm rất rõ đội hình bố trí của bộ đội ta. Trong số thương vong của đại đội 3, có đồng chí Phan Minh Tân là bạn thân thiết với tôi thời học văn hóa ở núi Tượng Lăng. Ở những nơi khác, địch điên cuồng phản kích, mà đặc biệt là khu vực bố trí sở chỉ huy chiến dịch ở ấp 2 xã Khánh Bình. Chúng tập trung mật độ pháo binh cùng máy bay đánh phá ác liệt liên tục cả ngày lẫn đêm. Tôi vẫn được phân công nằm trong chỉ huy sở nên cũng phải gánh chịu tất cả. Lần này sau đợt ném bom của không quân thì xen kẽ đến pháo binh của địch trong từng đợt bom pháo. Địch sử dụng bom đạn pháo dùi khoan hay còn gọi là bom đìa để phá công sự hầm hào. Sau đó dùng bom quét và đạn pháo nổ chụp từ trên mặt đất cách chừng 2 đến 4 mét để sát thương khi ta bị sập hầm hoặc từ công sự trồi lên di chuyển. Trong xoài khoảng 1 hecta nơi bố trí sở chỉ huy chỉ trong ngày 29 tháng 1 năm 1973 nát như đám ruộng cày. Trên người chúng tôi toàn bụi đất, còn hai tai ù đặc không còn nghe tiếng pháo bom nổ mà chỉ nhận biết qua từng đợt rung lắc mạnh cùng những tia chớp lóe và sóng xung kích ập vào hầm. Nhưng cũng thật kỳ lạ là không quả bom pháo nào trúng hầm và cũng không có ai trong khu vực sở chỉ huy bị thương vong. Đêm 29 dạng ngày 30 tháng 1 năm 1973, sở chỉ huy chiến dịch di chuyển ra phía bờ sông cách vị trí lúc đầu khoảng 700 mét và đến chiều tối 31 tháng 1 năm 1973, lực lượng ta rút toàn bộ về căn cứ kết thúc chiến dịch. Tuy nhiên, địch lại lợi dụng thời cơ này tiến hành đánh phá, lấn chiếm nhiều vùng lõm của ta được tạo ra từ năm 1972 và đóng một số đồn theo tuyến hành lang để ngăn chặn ta từ xa. Trong đợt này, địch đã đánh bom vào khu chợ Prestrey, toàn bộ nhà cửa của dân cháy sạch, chợ Prestrey hoang tàn. Sau Tết Nguyên đán năm 1973, vào khoảng đầu tháng 3 dương lịch, đại đội trinh sát chúng tôi xuống căn cứ B1, đóng quân cập Vàm Bưng, ven sát sông Bắc Nam, còn tiểu đoàn 512 đóng giáp với đại đội trinh sát đến mương lớn, mương nhỏ. Nhiệm vụ của đại đội trinh sát lúc này là bám địch ở xã Phú Hữu, nghiên cứu hai trận địa pháo ở bến nước xã Vĩnh Hòa và kênh sáng Tân An để phục vụ cho các tiểu đoàn đánh, vây ép, tập kích, bức rút đồn mương vú nhằm mở thông tuyến hành lang từ căn cứ B1 theo bờ sông Hậu về căn cứ B2. Tôi nằm ở bộ phận vây ép đồn mương vú. Đồn mương vú thời Sihanouk trước năm 1970 do lính Campuchia xã Prestrey đóng quân. Đến thời kỳ Lon Non lật đổ vua Sihanouk sau năm 1970 thì bộ đội giải phóng An Giang đánh chiếm cùng với Prestrey, Mương Chùa, Bưng Tràm trở thành vùng giải phóng nối liền với căn cứ B1. Nhưng đến cuối năm 1972, đầu năm 1973 thì địch lấn chiếm và đưa bọn biệt kích biên phòng đóng đồn Mương Vú trở lại. Đồn Mương Vú nằm ở bờ bắc Vàm Mương Vú là đồn của biên phòng Campuchia đang đóng hiện nay. Có khoảng 3 lớp rào, lực lượng khoảng 1 trung đội. Bờ nam Vàm Mương Vú cặp theo bờ sông Hậu, có khoảng 1 trung đội biệt kích biên phòng cùng với đại đội bảo an quân của Hòa Hảo do tên Mọng và tên Nai chỉ huy đóng giã ngoại. Đối diện bờ tây sông Hậu
là đồn Khánh An và xã Khánh An. Hàng ngày, bọn đóng giá ngoại thường bung ra xung quanh càn quét, lùng sục hướng vịnh Cả Kềm nhằm ngăn chặn lực lượng ta từ căn cứ B1 vào Mương Vú hoạt động hoặc tấn công chúng. Vây ép khu vực Mương Vú có nhiều lực lượng cùng nhiều phương pháp với nhiều loại vũ khí khác nhau. Cánh bộ binh thì phục kích, tập kích, bắn tỉa địch. Cánh pháo và đại đội trợ chiến thì dùng DKZ, cối 12 ly 7, tập kích vào đồn và bọn giã ngoại của địch. Còn trinh sát chúng tôi chọn phương pháp dùng nạn giàn thun bắn lựu đạn vào đồn địch. Nạn giàn thun được thiết kế như sau. Dùng hai đoạn tre già, mỗi đoạn 2,5 mét, phơi khô làm hai cây nạn. Mua dây thun vòng, thường dùng buộc hàng hóa. Thắt lại mỗi mắc chừng 30 đến 35 cọng. Thắt thành hai sợi dây, mỗi sợi dài 50 đến 60 cm. Hai sợi phải dài bằng nhau. Hai đầu của hai sợi dây thun được buộc liên kết vào miếng vải dày chiều ngang chừng 10 cm và chiều dài khoảng 30 cm để làm bao bọc quả lựu đạn. Hai đầu của hai sợi thun còn lại buộc chặt vào hai đầu của hai cây nạn. Kỹ thuật thiết kế bãi bắn lựu đạn như sau. Khi tiếp cận vào gần mục tiêu ở cự ly 80 đến 120 mét, sau khi chọn vị trí xong, chúng ta tiến hành đào một công sự hình chữ L hoặc chữ U có nắp. Từ cửa hầm hướng về mục tiêu, ta đào một đoạn hào nối với cửa hầm ra phía mục tiêu với chiều sâu khoảng 0,8 đến 1 mét và dài chừng 3 mét. Trước đoạn hào chừng 1 mét về phía địch, ta lại đào hai lỗ để chôn hai cây nạn giàn thun. Mỗi lỗ sâu 50 đến 70 cm, rồi chôn hai cọc nạn xuống, dùng nẹp gỗ hoặc nẹp tre nêm cùng đất, nén chặt chân hai nạn lại. Kỹ thuật bắn lựu đạn. Tổ bắn lựu đạn từ 4 người trở lên, trực tiếp bắn gồm 3 người, một người trực tiếp thao tác bắn, còn hai người khác ôm thắt lưng lần lượt từ người thao tác kéo căng giàn thun về phía sau, tạo lực đẩy. Số người còn lại làm nhiệm vụ cảnh giới địch và quan sát mục tiêu. Trong 3 người bắn lựu đạn thì người trực tiếp nắm thao tác bắn là quan trọng nhất. Người đó phải to khỏe, bình tĩnh, định hướng tốt và chọn thời điểm để buông bọc lựu đạn đúng cự ly thì mới trúng mục tiêu và bảo đảm an toàn. Chuẩn bị bắn. Đồng chí trực tiếp thao tác rút quả lựu đạn ở thắt lưng ra kiểm tra. Dùng đoạn dây thun cắt từ ruột xe Honda ngang chừng 1 cm, dài khoảng 20 cm, được chuẩn bị sẵn, quấn quanh quả lựu đạn, chùm luôn cần lựu đạn để không phát ra tiếng nổ cùng chớp lửa của quả lựu đạn. Khi kim phóng quả đập vào hạt nổ để quả lựu đạn bay gần đến mục tiêu thì cọng dây quấn quanh quả lựu đạn được giải phóng, lúc đó địch sẽ không phát hiện ta bắn lựu đạn cũng như không xác định được hướng bắn. Thường chúng tôi dùng lá cây để quấn quanh quả lựu đạn trước khi bắn vì rất thiếu ruột xe Honda thời bấy giờ. Sau đó, người trực tiếp thao tác đặt quả lựu đạn vào bọc bắn, dùng một bàn tay tóm chặt bọc lựu đạn, bàn tay kia rút chốt an toàn nhét vào túi áo hoặc túi quần, dùng hai bàn tay tóm bọc lựu đạn cho thật chặt, ra hiệu cho hai đồng chí xếp hàng phía sau ôm ngang thắt lưng, kéo về phía sau theo đoạn hào 3 đến 3,5 mét tới miệng công sự. Khi kéo đến cự ly được xác định, đồng chí trực tiếp nắm bọc, điều chỉnh hướng bắn theo chính giữa khoảng không của hai nạn cọc chính xác, rồi mới buông bọc cho quả lựu đạn bắn đi theo lực căng của hai đoạn dây thun, giống ta dùng giàn thun bắn chim vậy. Lựu đạn lon thì bắn được 80 đến 100 mét, còn lựu đạn ra láng do ta sản xuất bắn được 100 đến 120 mét. Nếu lựu đạn M67 cán nóc của Mỹ thì không cần phải quấn dây quanh quả lựu đạn. Vì kỹ thuật làm lựu đạn của Mỹ tiên tiến nên khi kim quả phóng đập vào hạt lửa không phát ra âm thanh và tia lửa ra bên ngoài. Chúng tôi tiếp cận từ hướng đông bắc, bí mật xây dựng bãi bắn trong tròm cây đế.
Chúng tôi bắn vào đồn Mương Vú được 3 đêm, cứ cách 1 đến 2 đêm bắn 1 đêm, tùy theo tình hình địch. Mỗi đêm bắn khoảng 8 đến 10 quả, từ khoảng 20 giờ đến 3 giờ sáng không theo quy luật. Lúc đầu chúng ngỡ ta bò vào ném lựu đạn, nên địch dùng lựu đạn ném ra xung quanh rào và chửi lớn. Có điều lạ là chúng không bắn pháo sáng, chắc chúng sợ ta lợi dụng, dùng hỏa lực bắt mục tiêu bắn vào chúng. Một hôm, tiếp tục đi bắn vào đồn Mương Vú, chúng tôi gồm 5 người. Tôi, anh Khởi, anh Nghĩa, anh Thời và anh Lượng. Thường khi bắn thì anh Lượng sẽ là người thao tác bắn chính, bởi vì anh mập khỏe, chiến đấu gan dạ, vừa là phân đội trưởng. Nhưng đêm ấy, anh Nghĩa nằng nặc đòi thao tác bắn chính. Anh Nghĩa tuy lớn tuổi hơn tôi, nhưng anh nhỏ con, ốm. Cho nên sau khi anh Lượng bắn được 3 quả, thì giao cho anh Nghĩa thao tác bắn chính. Vào thời điểm đó có mưa, nên nước mưa làm lỏng hai chân giàn thun. Để bảo đảm cho anh Nghĩa thao tác, anh Lượng gọi anh Khởi tạm ngưng cảnh giới, để anh Thời cảnh giới, đến chịu lực cố định hai chân cọc giàn thun. Anh Khởi quỳ khom người, dùng vai và hai tay chịu lực một cọc và dùng mông chịu lực một cọc, không cho hai đầu trên giàn thun co chụm lại. Nếu nó co chụm lại, khép hai đầu thì khi buông cọc, quả lựu đạn sẽ không bắn đi được mà nó rơi tại cọc, rất nguy hiểm. Làm động tác chuẩn bị lựu đạn vào bọc xong, anh Nghĩa ra hiệu cho anh Lượng và tôi kéo. Chúng tôi kéo anh Nghĩa được gần đến cự ly bắn thì anh Nghĩa không chịu được lực ì, hai chân anh Nghĩa bị nhấc lên khỏi mặt đất. Toàn thân anh Nghĩa oằn oải bởi lực kéo của tôi cùng anh Lượng và giàn thun. Không chịu nổi, anh Nghĩa buông bọc lựu đạn. Vì không chỉnh được hướng nên quả lựu đạn bắn vào đầu cọc giàn một bên, lộn lên cao tại chỗ. Nghe tiếng bép cùng tia lửa trên đầu, anh Lượng hô khẽ, nằm xuống. Ánh chớp cùng tiếng nổ chách bên phải chừng 5 mét. Chúng tôi đều kịp ép sát xuống hào, nhưng anh Khởi chưa biết chuyện gì. Khi nghe tiếng hô cùng tiếng nổ, anh tưởng địch bắn đạn cối, chạy lảo đảo về phía chúng tôi. Rất may là anh chỉ bị thương phần mềm vì dính 3 mảnh lựu đạn. Anh Lượng ra lệnh nhổ cọc giàn thun, lùi vào công sự. Khoảng 15 phút sau thì đủ loại đạn của địch từ trong đồn bắn xối xả về hướng chúng tôi. Lộ rồi. Chờ khi địch dừng bắn, chúng tôi nhanh chóng san lấp công sự chiến hào, ngụy trang xóa dấu vết, sau đó rút về căn cứ B1. Trên đường về, anh Nghĩa im re, không dám nói một câu. Khoảng nửa tháng sau, khi tôi bị thương, anh Hùng Châu Son lại dẫn một bộ phận đi bắn lựu đạn thì lọt ổ phục kích của địch. Anh Hùng bị thương bởi 4 viên bi của đạn M79, bỏ lại giàn thun bắn lựu đạn. Từ đó về sau, đại đội trinh sát của tôi không bắn lựu đạn nữa, mà chuyển sang bắn rocket đạn hỏa tiễn H-12 tập kích vào quân địch.